Hello, xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Chúc mừng các bác, đây là Hưng Yên, một ngày nắng và có gió nên là em lại nhận được một đơn hàng của một bác khách ở tỉnh Hải Dương. Bác mang đến là 1, 2, 3, 4 chiếc thùng loa DMX 1340, một tiếp kèn và 4 chiếc thùng JVN SRX 715 Sri. Đấy. Và tất cả các bình bác mang lên đây là yêu cầu là bảo bên em sang tháo củ loa bass, củ loa tép sang thùng hỏa tiễn 2340. Đấy. Nên là bây giờ là đang trong cái giai đoạn vô cùng là khủng hoảng rồi các bác ạ. Nhận được cái sự thành công vang dội của dòng Homelander hỏa tiễn 2340 và được các bác săn đón và tìm mua rất nhiều. Các bác đã mang đến nha, mang đến rồi, xong là đột phát đưa hẳn tiền luôn, hoành tráng thế. Hơi vui tính luôn. Đây là thùng của các bác cũng như là vị khách đấy, mang đến nhà bên em nâng cấp upgrade lên. Thì như này nhé các bác nhé. Thì thùng này thì bên em sẽ không có sử dụng và thùng trong tình trạng còn rất là đẹp, vô cùng là mới. Thì bên em sẽ nhận thanh lý hộ bác khách này, gọi là bác khách thôi nhưng mà phải gọi bằng chú đấy. Thì cháu sẽ thanh lý hộ chú hai đôi vỏ DMX 340 này và hai đôi vỏ JBL SRX 715 340 này, thanh lý hộ xem là được giá thế nào. Thì bây giờ bên em sẽ báo giá luôn các bác nhé. Với tình trạng thùng như thế này thì bên em gọi cái thùng này gọi là thùng cỗ dán, đôi này đóng mới nên nó vào tầm 2,2 triệu đến 2,4 triệu hoặc là 2,5 triệu là đắt. Thì bên em sẽ nhận thanh lý hộ bác khách này với mức giá là 2 triệu cả phân tần, tức là cả thùng cả phân tần. Tình trạng thùng còn rất đẹp nhá, rất đẹp, chỉ có hơi bị kiểu những cái vết gì này đấy, kiểu vết sơn đánh dấu là loa của tớ này, hay ví dụ thế đấy. Thì là thanh lý hộ ở đây, tem DMX đây, DMX Audio đây đó. Thùng đây là gỗ dán, thùng DMX này là gỗ dán và đây là cái mặt sau, mặt hậu của loa. Thì tiện cái báo giá luôn nhé, đấy đấy, 5215 đấy, 55 hex thì 18 kHz này. Đây là đánh dấu kiểu là loa của tớ này, đấy đấy, kiểu kiểu đó các bác nhé. Đấy. Ví dụ thế. Còn cái thùng này thì em chưa mở ra, nên là lát nữa xem mở ra và tháo củ loa ra và xem cái cấu tạo thùng. Thùng này tức là bây giờ thanh lý luôn hộ chú ấy, là đôi này bây giờ em sẽ nắn lại cái phân tần. Bây giờ phân tần đo lên nhìn trông chán đời lắm. Tức là cái giải tiếng mid bass thì được, nhưng đến cái giải tép cái bắt đầu là lên này. Đấy, rồi ôi nhìn trông chán đời lắm. Không tả được đâu, không biết kiểu gì mà tả cơ. Đấy là của cái con loa này, dòng DMX này, 4 chiếc thì đo như nhau. Còn cái này thì em chưa đo, vừa nay có mấy khách đây vội không đo. Thì bây giờ tiện cái quanh luôn. Với thùng này thì cả thùng cả phân tần nó khoảng tầm là 2 triệu đến 2 triệu mua 2. Đấy, chắc tầm 2 triệu thôi, chứ một đôi, cả thùng cả phân tần. Thì tất cả những cái này này bên em sẽ hộ luôn cho chú nha. Thùng này tức là cái công sửa chỉnh sửa phân tần không tính tiền, hộ thế thôi, hộ. Còn những cái đôi này là cũng sửa lại phân tần để thanh lý cả thùng cả phân tần, hộ luôn, bán hộ luôn chứ không phải nằng nhằng nữa. Thì bây giờ là bên em sẽ lát nữa sẽ tháo hết tất cả củ loa ra và trong buổi chiều tối ngày hôm nay sẽ lên trước một đôi Homelander hỏa tiễn 2340 sử dụng cấu hình là bát neo và tiếp neo. Cái này thì chiều em sẽ tháo ra để cho các bác cùng xem là nội thất bên trong cái loa DMX này như nào, và cái loa JB này thì nó sẽ trong một clip lần khác nâng cấp. Báo trước các bác là có lịch nâng cấp đấy để các bác theo dõi video. Dựa trên cái sự thành công vang dội của cái dòng gọi là Homelander loa hỏa tiễn thì chắc sắp tới bên em sẽ nhận được rất nhiều đơn của các bác nữa, và cũng rất là mong các bác nào nếu như muốn nâng cấp thì các bác có thể bê loa đến nơi trực tiếp này em lắp xong đến nghe thử ưng rồi đếm tiền. Hoặc là đây ví dụ như bác khách đặc biệt này hỏi chú đến chú phát chú đập ngay tiền được tí nữa vào mồm. Đấy nhá, thì tất cả các bác xem đây nhá, hàng của khách mang đến tận nơi, tận showroom cửa hàng em như này để yêu cầu là nâng cấp lên làm thùng dạng hỏa tiễn. Thì hỏa tiễn em đang để bên kho bên nhà bên kia, còn đây là đang có hàng trưng bày mẫu đây đấy. Đây là các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì, muốn nâng cấp như thế nào, gọi trực tiếp cho em. Bên em sẽ làm tốt nhất cho các bác, tốt nhất có thể cho các bác.
Đấy, chứ còn bên em là cũng trình độ chuyên môn nó cũng chỉ được gọi là khá khá thế thôi. Hơn một số các bác gọi là mới vào nghề và thua các bác vào nghề rất lâu năm rồi. Đấy. Mà có khi thậm chí các bác vào nghề lâu năm rồi nhưng chưa chắc đã hơn được bên em chút xíu. Nhiều nguyên nhân, nhiều lý do lắm. Đây, nhiều cái thùng nó hơi xước xước tí này. Cái này thì em sẽ chấm sơn qua thôi. Thế thôi. Đây nhá. Thùng đây, bát đây. Với định tháo ra nhưng bảo thôi tiện đây cắm thử vào đo xem đã. Thì lát nữa chúng em sẽ tháo ra quay cho các bác xem là bốn chiếc DMX này nó như nào. Họng kèn to lắm. Kèn nhựa này, kèn to, kèn 23. Và bát đây là bát 40. Đây là vừa nãy là định tháo ra này nhưng mà bảo thôi cái này để đấy đã để đấu dây vào nghe thử xem như nào. Ui rồi ôi nghe không bằng cái đôi loa 30 gióng ở trong góc kia. Đấy. Đấy. Không bằng cái đôi loa 30 gióng ở trong góc kia chứ không phải là cái loa 30 loại này. Ok nhá. Ok. Đây các bác nhìn đây thấy luôn cả cái cối củ tép này. Cối củ tép là cối nhôm hết. Đấy, nhìn trông có vẻ rất là xịn. Thì không để các bác chờ lâu nữa. Bây giờ anh em cho em sẽ tháo ra mời các bác cùng xem. Đây các bác xem nhá. Củ loa sau khi tháo ra và em ấn tượng với trước không biết chú nhờ anh thợ nào vui tính mà lại chơi nguyên cả cái cấu hình oan tà vằn này thì anh em chúng em cũng ngày xưa cũng áp dụng một thời nên là đây không phải là bóc phốt mà đây nói đúng ra là cũng vậy là anh em thợ làm chúng em nhớ lại phát kỷ niệm ngày xưa là chuyên gia chơi cái loại tụ này. Đợt mới vào nghề phân tần ấy em chơi cái tụ này nhưng cuối cùng sau là phải bỏ, nhìn nó không được trau chuốt tỉ mỉ. Mới thứ hai nữa là sau đọc cũng được những cái thông số mà mình nhìn qua là có thể biết rồi, gọi là biết đọc mạch rồi. Đấy. Đây nhá, cuộn cảm này, nhiều con nó còn xuân xuân này. Đấy thấy chưa? Đây phân tần nhá. Thì cái này em sẽ hộ lại chú. Sẽ sửa lại giúp chú thôi, không tính tiền. Sửa lại giúp. Đấy. Các bác biết các cái miếng này là miếng ở đâu ra không? Đây miếng này này. Hứa với các bác là các bác nào thợ xây nhìn phát là biết ngay. Đấy. Cái xốp này là của mấy bác thợ xây này. Đấy. Con này hút âm cũng được. Cơ bản là nó cũng thuộc dạng là rắn. Nhưng mà mỗi cái là thành ra là chi phí rất là đắt. Một thùng này nó mất tầm 30.000. Một đôi là 60.000. Cái xốp như này nó đắt thôi. Chứ còn hút âm cũng được. Nhưng mà cái này là phải đặt vào những cái chỗ nào nó bị quẩn âm thì mới xử lý được. Còn như thế này là chưa được khoa học lắm. Đây nha, nói đây gọi nói vui thôi nha, chứ không phải là bóc phốt nha. Trước các thợ nào nắp lên loa này xem được video đừng có bóc phốt em. Đây là nói vui thôi. Thanh lý bán hộ với cấu hình như này. Một thùng này, à một đôi thùng này và một đôi phân tần nó khủng như thế này. Khoanh đá tràng này. Đấy. Đây, tụ điện điện trở này, các cái này em sẽ xử lý giúp lại cho. Nó còn bay cái điện trở ra này. Đấy. Sẽ xử lý giúp thôi, chứ không thể nào ngon lành được. Đấy, thì là một đôi một thùng một đôi thùng một đôi phân tần liền luôn này. Thanh lý hộ cho chú ngoài Hải Dương là 2 triệu một đôi. Còn 715 thì em sẽ tháo sau, 715 là sẽ làm sau. Và đây là củ loa. Cũng thấy các bác nắp khá là cẩn thận đấy. Bôi nguyên cả min vào loa này em cũng thua rồi. Thế này thì củ loa gần như nó không bị gì. Củ tép 750 từ thường. Đây là họng kèn. Và phía trên đây là cái củ loa bass. Rất là to và hình tráng. Khá nặng. Đấy à. Đấy, các bác xem nha. Bass khá là nặng. Bát của P Audio. Bát này mua thị trường như là 56 triệu một đôi. Em công nhận là bác khách này rất chịu chơi. Chú khách, chú ấy chơi chịu chơi cực kỳ luôn. Chơi toàn hàng chất này nhưng mà biết đến em hơi muộn. Đấy, biết đến em hơi muộn. Bên em thì sẽ rất là muốn phục vụ tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Model bát đây, P15N 1000W 8 ohm. 1000W 8 ohm. Công suất gần như tối đa. Côn 76 thì RPS là 800W, 700-800W. Côn 100 là 1000W thì là cũng RMS là cũng kinh rồi. RMS đây là công suất đánh tải liên tục trong vòng 8 giờ đồng hồ nha. Còn peak của nó thì là vào 2000W. Trong vòng 3 giây là cái loa nó sẽ nói hết cả côn ra ngoài. Sẽ nói luôn các bác ạ.
Đấy, nói chung là nếu mà chơi cái hàng của P Audio thì không chơi được. Một cái là hơi đắt tiền thôi. Bây giờ anh em chúng em đang tháo hết tép ra. Đấy. Đây là bác khách nào bác nấy là sẽ có là thùng này, họng kèn này và phân tần này, chứ không có cụ loa đâu nhá. Đây là thùng 40, có đầy nổ lưới kia, lưới trong góc kia. Các bác nhìn cái logo này, cứ mua thùng ở đâu mà nhìn cái logo này là chỉ có nhà em có. Và cái tem này em cũng bán ngoài nhưng mà rất là ít, làm thương hiệu độc quyền mà. Đấy. Ok, video đến đây nhá. Đây là phần 1, phần 2, phần 3 nữa thì em sẽ làm xong. Đây là phần 1, hẹn các bác trong clip lần 2. Phần 2 để nắp của nó vào thùng, đo là phần tần. Cái đó thì em không quay. Cái đó phần tần em chỉ quay sau khi làm xong thôi. Chứ đo nó mất thời gian lắm. Đây, các bác xem này. Sau khi nắp xong thì bên em thường thường nắp là sẽ chơi theo kiểu này. Đấy, tất cả cực kiếc nó gần nhau thì mình chỉ cần ninh dây từ đây sang đây thôi. Đơn giản thôi. Sau khi nắp xong nhìn trông nó ôi dồi ôi, nặng lắm. Rất nặng luôn. Đây các bác nha. Thùng sau khi của chú tháo xong thì bây giờ để góc đây. Họng kèn đây. Rồi bây giờ là sẽ đến cái đoạn là làm phân tần. Làm phân tần cho con loa này rất là phức tạp. Đấy, tép thì tép thường, gần như tép thì không có cạc, chỉ có chém qua tụ 3.3 qua cuộn cạc, sau đó thì nên tép thôi, với một con trợ đấu song song với mát nữa để dập tiếng cho nó cân bằng cái giải tầng. Đây mới nắp qua thôi nhé, tí nữa em sẽ siết ốc bằng cà lê, con này thì chưa nắp rồi. Đây gọi nắp thử đã, luồn tay sờ cái củ X-Fay này. Đấy, thế mà ngón tay này nó dày này. Đấy, mà nếu như gần qua được ngón tay này là tốt rồi. Khi nhạc lên thì các bác sẽ cắt HPF con này từ 125 trở lên. Nếu như súp mà nhỏ quá, ví dụ súp đơn ý, các bác cắt súp là 125, cắt con này cũng 125. Ví dụ súp của các bác to thì ví dụ súp ghép đi thì các bác cắt trên súp ghép là 90 và con này thì các bác cắt là 100 nha. Đấy, con này nó cộng hưởng tiếng rất là tốt luôn. 90 súp và con này là 100. Điểm cao nhất của súp là 90 và điểm cao nhất của điểm thấp nhất của con hỏa tiễn này là 100. Bên em là khuyên dùng như vậy. Còn bên em thì vẫn hỗ trợ đi setup gạo luôn cho các bác ở gần hay ở xa, nếu mà có thời gian rảnh rỗi nên lịch trước thì em sẽ sắp lịch và sẽ đi set cho các bác đầy đủ. Đấy. Bên em thì gần như chơi hết. Chả kiêng gì. Kiêng mỗi cái là bác nào bác kiểu là chơi sỏ quá thì em sẽ kiêng không đến thôi. Còn như bình thường thì đâu cũng đi. Tầm 50-70 cây em vẫn đi bình thường. Cơ bản là được việc thì mới đi, còn không được việc không đi đâu. Và bây giờ sẽ làm phân tần vào nhé.